Nó và tôi là ca khúc nhạc lính rất nổi tiếng mà hầu như ai yêu nhạc vàng cũng đều biết đến. Những câu hát và giai điệu đã trở thành bất tử. Tôi nó sinh ra nhằm chinh chiến, mới quen nhau đã thương mến. Đây là một trong những sáng tác chung của hai nhạc sĩ Song Ngọc và Hoài Linh. Và nhạc phẩm này đã trở nên bất hủ từ trước năm 1975. Bài hát Nó và tôi là câu chuyện về hai người lính cùng vào trong buôn trường Quang Trung trong 3 tháng. Nó được mô tả là một người ở quê xa, đã lâu chưa về thăm lại, tuổi đời còn trẻ, có nét đăm chiêu và mang nặng suy tư về cuộc đời, về trách nhiệm của một người trai sinh ra trong thời binh biến. Có lẽ những suy tư trăn trở đó cũng là tâm trạng chung của những người tân binh. Chưa kịp bước chân vào đời, đã vội khoác lên người chiếc áo nhà binh. Vì đồng cảm với nhau, nên họ thấy thương nhau thật nhiều. Nhưng sự bỡ ngỡ và niềm suy tư đó sẽ qua rất nhanh chỉ sau 3 tháng quân trường. Vì tâm hồn người lính mới sẽ trở nên chai sần, vẻ bề ngoài sẽ rắn rỏi phong sương. Vì phải dầm mưa giải nắng trên thao trường khắc nghiệt. Dù gian khổ, nhưng những người đồng đội vẫn luôn an ủi nhau và không than quán cuộc đời. Vì khi nhịp súng kia vẫn còn vang vọng mãi, thì làm sao có thể trọn vẹn được niềm vui. Trong 3 tháng quân trường cam go, những môn sinh của quân trường sẽ chia tay nhau để trở thành các tân binh, ra đi về khắp miền biên địa. Họ cùng dặn dò nhau là cố gắng vui để đối mặt với muôn ngàn gian nguy. Nhưng rồi chỉ sau 2 năm, người bạn nhận được tin buồn từ nơi biên thùy gió cát, rằng bạn thân mến đã thiên ngang nằm xuống cùng đất mẹ, để lại biết bao tiếc thương. Gặp nhau trong 3 tháng, sau đó đôi đứa ở đôi nơi suốt 2 năm trường, thật đau xót khi ngày đầu tiên biết tin nhau cũng là tin cuối. Và khu chiến cũng làm cơn mưa đổ 10 người, như là để khóc thương người đã nằm xuống. Hàng hàng lớp lớp người trai đã lên đường, như là sự tiếp bước cha ông nghìn xưa đi giữ nước. Và dù có biết bao nhiêu người đã không trở về, thì sự hy sinh đó cũng không là vô ích. Tiếng thơm đã để lại cho đời sau này, vì người ngã xuống cho non sông gấm vóc được bình yên. Trong lời đề tựa trên tờ bài nhạc phát hành năm 1969, nhạc sĩ Song Ngọc, khi đó cũng là một quân nhân, đã ghi: niềm thương cảm kính dâng những anh hùng đã ra đi vì quê hương đất mẹ. Chiến hữu Song Ngọc. Sinh ra nhằm chinh chiến, mới quen nhau mà thương mến. Nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa lần về. Ngày tôi gặp nó nét đăm chiêu đêm nhập ngũ, thấy thương nhau nhiều quá. 3 tháng trong quân trường cam go đã trai tâm hồn lính mới. Nó luôn bảo tôi đừng than oán chi cuộc đời, vì khi nhịp súng vẫn đêm đêm vang vọng mãi, tao mày nào được vui. Hôm chia tay hai đứa cùng bồi ngồi, ngày mai nó tôi trên ngưỡng cửa cuộc đời.
dặn nhau gắng vui, dù cho vành môi xe khô máy cũng mỉm cười. Hai năm sau mới có thư về, nhìn con dấu ghi nơi nắng cháy biên thùy, người quen cho biết tin bạn tôi thân mến đã liệt oanh ngã xuống khắp đơn vì tiếc thương. Đôi đứa đôi nơi ngày đầu tiên biết tin nhau là tin cuối, chát cay đầu môi chiều khu chiến mưa sụt rồi, nhìn trong lòng giấy nét quen xưa nghiêng đồ gãy, nó đi nhưng còn đây. Muôn lớp trai đi nghìn sau theo dấu chân đi vào thiên lý, biết bao người sống nở xương máu không trở về, người đi vào tôi vẫn lưu danh cho đời mãi, nó anh hùng ngày mai. Tay hai đứa cùng bồi ngồi, ngày mai nó tôi trên ngưỡng cửa cuộc đời, dặn nhau gắng vui dù cho vành môi xe khô máy cũng mỉm cười. Hai năm sau mới có thư về, nhìn con dấu ghi nơi nắng cháy biên thùy, người quen cho biết tin bạn tôi thân mến đã liệt oanh ngã xuống khóc đơn vì tiếc thương. Đôi đứa đôi nơi ngày đầu tiên biết tin nhau là tin cuối, chát cay đầu môi chiều khu chiến mưa sụt rồi, nhìn trong lòng giấy nét quen xưa nghiêng đồ gãy, nó đi nhưng còn đây. Muôn lớp trai đi nghìn sau theo dấu chân đi vào thiên lý, biết bao người sống nở xương máu không trở về, người đi vào tôi vẫn lưu danh cho đời mãi, nó anh hùng ngày mai. Người đi vào tôi vẫn lưu danh cho đời mãi, nó anh hùng ngày mãi. Ca khúc Thư Ngoài Biên Trắng, hay còn gọi với tên khác là Lời Tình Viết Vội, một sáng tác của nhạc sĩ Giao Tiên, như một lá thư tâm tình viết dưới ánh đèn sao giữa rừng sâu thương gửi về em. Người con gái thường chịu nhiều buồn tủi vì ngăn cách, vì chờ đợi, vì lo sợ biệt ly vĩnh viễn. Người lính chiến trong thư nhắc qua cho em gái hậu phương biết rằng, dù chinh chiến miền xa, nhưng vẫn không quên sự mong nhớ của em nơi quê nhà. Vẫn tranh thủ thời gian, viết vội cho em mấy dòng để em yên lòng. Và rồi anh bày tỏ trách nhiệm của đời trai dân núi sông,
để mong em hiểu và nén đợi ngày trùng phùng. Để khi mai kia thanh bình, xin nguyện vì em mà đáp đền bằng thiền hoa và bên mộng yêu thương. Bao năm xuôi ngược khắp miền hành quân ngày đêm, gian lao nhưng lòng vẫn nặng tình yêu sâu, cho nên nhiều khi biết người yêu nhớ trăng đắm say.
các trung tâm huấn luyện ngày xưa là xương sống của quân đội và các binh chủng. Chuyên đào tạo và huấn luyện tới 80% các binh sĩ tình nguyện và tân binh buôn dịch. Cung cấp cho các quân, binh chủng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thông thường, các khóa sinh được huấn luyện trong thời gian 3 tháng. Ngoài ra, trung tâm còn đảm nhận huấn luyện giai đoạn 1 căn bản quân sự cho các khóa sinh dự bị. Những người lính trẻ xa lạ lần đầu tiên gặp nhau tại trung tâm huấn luyện tân binh Quang Trung, và họ cùng đồng cảm trong một hoàn cảnh vừa mới xa nhà, xa người thân để lên đường nhập ngũ. Nhưng chỉ sau 3 tháng thụ huấn, họ đã như chai cứng. Vì chiến cuộc phản